Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại Nhất Huy Auto ngày hôm nay. Thì em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của Nhất Huy. Thì hôm nay Nhất Huy em có lên cho anh chị một chiếc là chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2020. Là bản này là bản luxury quá nhá. Em nó thì được mang động cơ là 1.5. Đó. Được trang bị thêm bộ vành này các bác này. Được bốn cặp vành rất là đẹp. Mazda 3 2020 là được thay đổi form dáng, từ form dáng đến nội thất. Logo thì in dập và thay đổi mặt ca lăng em nói quá nhé. Bên trong nội thất thì cũng khá thay đổi nhiều. Đó. Xe thì đã đi được hơn 4 vạn. Một chủ từ đầu. Em nó được mang biển tỉnh các bạn. Xe thì mang nội thất màu đen và nội thất màu đỏ. Đó. Xe được lên bộ mâm này và camera 360 cho các bác nhé. Rồi em xin mời các bác tham quan nội thất của em nó này. Như em đã nói thì Mazda 3 là cái dòng 2020 là thay đổi rất nhiều về từ nội thất cho đến ngoại thất. Gương chỉnh điện này, có hai vị trí nhớ này, nhớ ghế các bác nhá. Vanh tay điện tử và quan trọng nhất là mặt cái màn hình trung tâm giải trí của em nó được thay đổi thiết kế khác so với bản 2019, bản 2020, à, bản 2019 và bản 2018. Đó. Tức là em nó thì chưa được trang bị cửa sổ trời. Bản này thì người ta đã bỏ, nhà thiết kế hãng người ta đã bỏ cái cửa sổ trời của bản luxury đi. Xe còn rất là mới là đẹp. Hàng ghế sau thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái con nhá. Form dáng Mazda 3 thì dành cho những bạn trẻ, thanh thiếu niên đi rất là đẹp và phù hợp các bạn. Đó. Màu này thì người ta gọi là màu đỏ tươi các bộ vành em nó này. Chủ cũ người ta thay bộ vành này rất là đẹp, giống như kiểu vành này, hay gọi nôm na là vành Maybach các bạn. Chiếc xe này thì Nhất Huy em nó chào bán với giá là 645 triệu, à 600 em xin lỗi, 665 triệu các nhá. Mọi chi tiết các bác xin liên hệ qua số điện thoại 0355 451410, 0355 451410, Nhất Huy Auto, địa chỉ 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Cảm ơn các bác đã quan tâm đến video của em.